xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào, những buổi tan trường thường hay tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhân cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá, say sưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ xa. Rồi thì mình vừa test cho anh em mình nghe một cái đoạn nhạc vàng á ha. Thì anh em mình đã nghe cái giải bass và giải trung giải chép của con lo này á. Nó phát ra khá là hay rồi đúng không? Nó thì ba giải của nó ra khá là đều luôn. Và riêng về con này á, anh em mình thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó đánh bass khá là bạo nha. Nó thì bây giờ mình sẽ mở một cái bài remix ha để cho anh em mình nghe cảm nhận nha. Tại vì mình cũng chỉ test bằng một cái thu âm bằng cái điện thoại với lại cũng kết nối bằng Bluetooth thôi, cho anh em mình tham khảo ở xa thôi. Nó thì mình test xong đoạn nhạc này nữa và mình sẽ quay loa cho anh em mình xem nữa nha. Tại vì con này giá nó cũng khá là cao mọi người, cho nên là mình sẽ test cho anh em mình nghe nha. Nó thì mình test thêm một cái đoạn nhạc remix ha. Nó thì nó cái giá nó cao thôi chứ so về cái chất âm mà nó mang lại cho anh em mình á thì nó rất là tuyệt vời nha. Rồi bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình lên nhạc cho anh em mình nghe nha. Nó tận ra cho anh em mình xem luôn nha, để anh em mình không có tin là cái cặp lo bé tí như thế này mà nó có thể đánh được bạo như vậy ha. Đó thì lo thì nó không có bự lắm đâu nhưng mà nó đánh thì thôi rồi luôn ha. Anh em mình ở xa, anh em mình có tai phone á, anh em mình đeo vào để mà nghe nó được tốt hơn tí nha. Tại vì mình cũng chỉ test và thu âm bằng điện thoại thôi, nó cũng không có chuẩn được ha. Anh em nào mà anh cần á thì anh em mình có thể qua để mà nghe thử đó. Nhưng mà anh em mình mua hàng của mình á đa phần là ở xa ha, ở xa là nhiều đó, tại vì kênh của mình đăng lên á thì anh em mình ở xa xem rất là nhiều đó. Thì con lo này là con lo sản xuất tại UK như mười ha, nó một cái dòng lo của Anh Quốc. Thì anh em mình đã chơi audio á thì đã quá là quen thuộc và rất là thích những cái lo đến từ Anh Quốc rồi ha, và đặc biệt những cái lo sản xuất tại Anh Quốc luôn ha. Đó, thì anh em mình yên tâm về chất lượng. Lo trở kháng là 6 ohm nè ha, 6 ohm công suất là 10 tới 30W. Đó, nhưng mà anh em mình phải có con amply tầm 100W á, thì mới đánh tốt cặp lo này nha. Đó, tại vì con này đánh khá là bạo luôn. Đó, bass trung chép của nó lên rất là hay. Đó, lúc đầu mình có test đoạn nhạc vàng nên mình nghe đó lên ba giải rất là hay luôn nha. Đó, anh em nào mà mua con này để mà anh em mình trả lời hoặc là anh em mình có thể để bàn làm việc nè, phòng ngủ hoặc là kệ tivi đâu anh em mình nghe nhạc cũng rất là hay nha. Hoặc là những căn phòng nhỏ nhỏ á, hoặc là anh em mình bỏ lên ô tô đâu ha, nó rất là nhỏ gọn nhưng mà chất âm nó mang lại khá là tuyệt vời cho anh em mình luôn. Đường kính của con này á là 15 nha, ngang là 15, còn cao của nó là 20 ha, hơn 20 một tí.
Lo thì mặt lưới đẹp ken, chỉ có điều là hơi dính xíu bụi ha. Đó, mặt lưới là đẹp ken, đây chính là cái logo của lo đây nè. Nó có logo luôn nha. Thùng vách thì không có bể, nó không có bể, trầy suốt nhẹ thì có, nó nha. Nó như mấy góc này là dính dơ, mình chưa có vệ sinh luôn nè. Nó nha. Đó, trạm lo đây, nó. Rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em mình xem cái củ lo luôn, tại củ lo bên trong nó cũng khá là gấu nha. Nó con chép bên trong khá là to, bởi vì anh em mình nghe tiếng chép nó rất là hay luôn nha. Rồi, anh em nào mà quan tâm á thì anh em mình xem xong cái củ lo này, anh em mình có thể quay lại nghe cái đoạn đầu mình test á. Nếu mà thật sự thấy ưng thì anh em mình hãy liên hệ với mình qua hai số điện thoại phía dưới màn hình nha. Tại cái mẫu này mình sưu tầm được có một cặp thôi, nó thì hôm nay mình mới test cho anh em mình nghe được nha. Rồi, bây giờ thì xin mời anh em mình cùng xem cái nội thất của lo này nha. Rồi, đây chính là cái nội thất bên trong thùng nha. Đó, thì bên trong thùng sẽ có bông tiêu âm như thế này nha. Đó, bông tiêu âm và dưới này thì cọc lo. Đó. Rồi, bông khá là nhiều. Bông này là bông zin nha, bông zin nguyên bản. Thì phía dưới đây thì nó sẽ có một cái này để mà nó kê cho con lo chép này nha. Đó. Cái này nó sẽ được bắt xuống bốn con ốc dưới này để mà kìm con lo chép lại. Cái con lo chép rất là to luôn nè. Rồi, đây nè. Anh em nào mà thấy mấy cái thùng lo box sale mà dạng nhỏ mà được đầu tư con lo chép nó khủng đến như thế này không? Đó nha. Bởi vậy cái chất âm chép đầu video anh em mình nghe đó, cái tiếng chép nó rất là hay, nó cái tiếng chép rất là nghiện luôn nha. Anh em mình có tai phone anh em mình đeo vào á, nghe thì nó sẽ rõ hơn cái tiếng chép. Đó. Tại điện thoại thu âm cái tiếng chép nó cũng đã khó rồi, anh em mình muốn nghe rõ hơn á thì anh em mình đeo tai phone vào để mà nghe nó được ổn hơn tí ha. Đó. Mấy cái tem này là zin nguyên bản của nhà sản xuất người ta dán nè. Chép này là chép đơm lụa nha, chép đơm lụa, đó, đây, zin 100% cho anh em mình, đó nha, còn lo chép rất là to, đây để mình đo lo chép cho anh em mình xem nha, đó, gần 7cm, đó nha, từ, đây, thép là thép 7 màu nha, thép 7 màu, đó, và đây chính là bộ phận cái cọng dây nè, con lo chép thôi mà người ta thiết kế cọng dây bằng tướng luôn. Phân tầng này nha, nó phân tầng có ghi cái hiệu lo rồi UK dưới nó nè. Đó. UK tức có nghĩa là Anh Quốc đó nha mọi người ha. Đó. Đây, dây nè, dây tín hiệu đầu vào nè. Dây đỏ là lo bass này nha. Đó. Đây, lo rất là đẹp luôn. Dây lo phân tầng đây. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Đó. Cái này thích hợp cho anh em nào mà đang cần tìm một cái lo nào mà nó chất lượng á để anh em mình nghe ha. Đó. Đây. Những con này thì anh em mình có thể dùng để mà trả lời hoặc là anh em mình dùng để phòng nhỏ nhỏ hoặc là để bàn làm việc đâu, rất là tiện lợi luôn. Gân là zin nha, gân cao su ha, gân cao su zin nguyên bản. Đó, cái màng của nó nè, cái màng nó khá là cứng nha, màng nó cũng không có mềm lắm bởi vì nó đánh bát khá là bạo luôn. Mũi cái nó là mũi lụa ha, nó mũi lụa, màng giấy nha, màng giấy zin nguyên bản nha. Anh em mình chơi á, anh em mình nhìn cái màng lo thôi là đủ biết cái lo xịn hay không rồi, tại vì cái củ lo này á thì nó chỉ có mấy cái mã số này thôi. Đó. Thì cái xương dưới này được thiết kế rất là giống của cái lo boss luôn nha mọi người ha. Đó, cái xương nè được thiết kế mấy cái lỗ dưới này nè. Tại con này đánh cũng khá là khỏe cho nên là người ta có thiết kế là cho nó tản nhiệt ra, đó nha. Đó. Con này thì người ta thiết kế là thùng kính như mọi ha, thùng kính, đó. Đây. Đây chính là bộ phận con lo. Đó. Con nhện là zin 100%. Đó, con này thì anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với mình nha. Đó. Rồi xong thì mình đã tháo cái cho anh em mình xem hết rồi. Thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.